mời chuyện hỏi cưới bàn thật nhiều, nhưng lòng dần anh mình yêu nhau, cớ sao không tìm nhau? Mẹ thương em đến bên giường nằm, hôn trán em thì thầm: con nhỏ này dại ghê, mẹ cho nơi quyến quý, người ta thế mà chê. Nhà họ sang giàu lắm, một bước lên xe hơi, con khỏi phí cuộc đời. Cưng nghe mẹ đi con, hai lần hai là bốn, thực tế vậy mà khôn. Vâng anh thấy buồn, thức hoài không ngủ cả đêm, gió mưa trước thềm đèn lè trời đêm.